Tích Chu Chi TV trải nghiệm Tây Bắc. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa bà con, hôm nay với tiếp tục video tiếp theo của chúng tôi là chúng tôi xin được giới thiệu với quý bà con về một mô hình chăn nuôi lợn nái, giống lợn siêu nạc tại hộ gia đình anh chị Hòa Cúc tại bản Tân Lập, xã Siêu Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Kính thưa quý vị và các bạn, sau đây tôi mời quý vị và các bạn, quý bà con theo dõi màn hình và theo chúng tôi đến thăm mô hình tại gia đình nhà anh chị. Xin mời quý bà con. Đây, kính thưa bà con, và hiện tại đã đến khu vực chăn nuôi của nhà anh chị Hòa Cúc. Thì bây giờ kính mời quý bà con hướng mắt theo tay trái của tôi đang chỉ vào khu vực chăn nuôi của nhà anh chị. Quy trình cửa quần đấy này. Chị Cúc ơi, đang làm gì đấy chị? Chị đang dọn cửa này chị. Đây, từ để em bỏ giày đây. Đây, em đi ra rồi. Vâng. Kính thưa bà con, hiện tại là tôi đang đứng ở giữa khu vực chăn nuôi của gia đình anh chị Hòa Cúc. Và xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Và tôi xin trọng giới thiệu, ở đây là chị Cúc, vợ của anh Hòa, cũng là bà chủ của trang trại đây. Kính thưa quý vị, đây là một mô hình chăn nuôi lợn nái và giống lợn siêu nạc. Hiện tại gia đình nhà anh chị là đang nuôi theo hướng công nghiệp. Và tất cả đây là toàn giống lợn nái được chị nhập về, và hiện nay đã bắt đầu đang trong giai đoạn sinh trưởng và chuẩn bị cho giống. Chị cho em hỏi là bây giờ cái đàn lợn của mình hiện tại tổng đàn của nó còn là chị Cung? Tổng đàn của chị bây giờ là tất cả là chị lấy từ dưới kia lên là 8 lái. 8 lái một đực. Thì hai lái chị để bên kia, còn bên này là chị đang nuôi 7 lái. 9 lái đấy, 7 lái. 7 lái thì đây là hàng này là hàng dòng 2 máu của ông bà, là hàng áp siêu. Dòng 2 máu chứ không phải là hàng 3 máu này, chị bắt từ trại nông nghiệp của chị lên. Đấy là nuôi trong một quy trình cực kỳ khắt khe. Không phải là như lợn của mình ở đây. Chế độ ăn uống đến nước sạch, ăn cũng phải vệ sinh máng rất sạch, và nước là phải được uống bằng cái vòi nước tự động như này. Đấy, là nước hoàn toàn khô, bơm từ giếng hết lên nhá. Nước này là nước bơm từ giếng hết lên nhá. Đấy, xem con lợn đi uống bây giờ. Vâng. Sử dụng hoàn toàn bằng nước sạch hết. Nên là cái đàn lợn này nuôi thì nếu mà bà con hiểu thì nó rất ít về cám. Chứ không như một con này là lúc chị bắt về nó chỉ ăn 2 nạc cám trên một ngày thôi. Nên là sang tháng thứ 2 bắt đầu là 4 nạc cám. Hiện tại bây giờ là đàn này của chị là đang chuẩn bị vào lái này, chị cho ăn 2 cân một ngày một con. Vâng. Thời gian là bây giờ hiện tại đã 4 con lên giống, thì 2 con thì chị vừa tiêm đủ vaccine, chị mới khối hôm qua 2 con. Còn 4 con nữa thì đang lên giống thì chị phải chờ qua nước thứ 2 mới khối thì mới đặt yêu cầu. Đấy, số con nó mới đặt yêu cầu. Chị ơi, thế được bây giờ như lợn này là mỗi một con thì mỗi một lứa là nó trung bình được bao nhiêu con này chị? Nếu mà đây là nó là dòng lái sinh sản, còn phụ thuộc vào mình là phối tốt cái giai đoạn mình biết là cái này nó lên giống mình phối chuẩn. Cái này là chỉ phối thôi chứ không chị cũng cho được nhảy, chỉ mang về để cho nó lên giống nhanh thôi. Nếu mà mình phối tốt thì có thể 14-15 con. Nhưng mà chị chỉ mong muốn là nó đều được 10 con trên một lứa là bình quân là khoảng 10 chấm là đẹp. Thì là số con nó thường đấy thì con nó đẻ ra vừa đẹp và nuôi như thế. Những con mẹ của chị là con ít nhất là 14 vú, con nhiều nhất là 16 vú. Chị chuyển trọng từ vú ra từ vú trời dưới kia lên. Thế chị bây giờ như ví dụ như đàn này của mình thì chẳng hạn là từ bây giờ trở đi là còn khoảng bao nhiêu thời gian nữa là mình bắt đầu có lợn con để... Đây hiện tại con này là hôm nay chị muốn này. Thì là lợn sẽ chữa là 3 tháng 3 tuần 3 ngày. Dạ vâng. Đấy, đây con này chị vừa phối hôm nay xong đây. Dạ vâng. Còn những con này thì ngày kia phối, con này thì vừa mới lên giống lần 1 thì chị sẽ bỏ qua. Dạ vâng. Con này cũng lên giống lần 1, là những con nào lên lần 1 thì bỏ qua hết. Thì dạ vâng. Đợi đến lần 2 chị mới phối thì nó mới đạt yêu cầu. Bây giờ cái tầm khoảng tháng 10, tháng 11 là bắt đầu mình có lợn. Chắc chắn là tầm tháng 11 là tầm chắc trong tay là có lợn. Vâng. Kính thưa bà con, đấy là theo lời tâm sự của chị Cúc thì hiện tại đàn lợn đây
thì trong khoảng thời gian hiện tại là đang bắt đầu vào đầu tháng 7, thì hiện tại khoảng tầm tháng 11, tháng đầu tháng 11 hoặc cuối tháng 11 năm 2022 thì bắt đầu gia đình nhà anh chị là có những lứa lợn con để bắt đầu xuất bán, để cung cấp giống cho tất cả những hộ gia đình mà có nhu cầu, mà những ai mà có muốn nuôi những giống lợn này và phát triển với những cái giống lợn tốt và đảm bảo cái nguồn giống mà khỏe mạnh thì chúng ta có thể liên hệ với chị Cúc, anh Hòa, thì gia đình sẽ cung cấp cho chúng ta giống cho bà con những lứa lợn đảm bảo khỏe mạnh, mau ăn trong lớn. Đây bà con có thể xem những cái máng của gia đình nhà anh chị thì đã được thiết kế theo hướng tự động đấy. Đấy. Rất là tiện lợi. Cho cám vào, đổ cám vào đây chị làm cho mọi người xem. Nó quy trình một tí. Đây. Nó không hất ra được nữa. Rất là tiện lợi đúng không chị? Đúng rồi. Một người nếu mà làm theo như của chị này thì một người có thể nuôi được với 50 con mái cũng nuôi được. Dạ vâng. Còn như trước mình nuôi mỗi con một ngăn thì khổ lắm. Dạ vâng. Nhưng bây giờ chị chuyển sang là nuôi cái này thì phải nói là đầu tư vào thì nó hết nhiều tiền hơn. Dạ vâng. Nhưng mà con kính thưa bà con thì nhà anh chị nuôi thứ nhất là đảm bảo quy trình vệ sinh an toàn. Từ chuồng trại đến khách ra vào có thể vào tham quan, nhưng mà như ví dụ như tôi đây thì chúng ta cũng phải trước khi bước vào là qua bước một bước là thay giày dép vào đây và khử khuẩn để cho đảm bảo không bị lây nhiễm từ các nguồn mầm bệnh từ các nơi khác đi vào để khu vực chuồng trại. Đây bây giờ chị có thể giới thiệu cho em biết là cái khu vực mà sau khi mà lợn nó sắp đến ngày đẻ thì nó có thể di chuyển đến khu vực nào đẻ. Đấy là đây là lợn bắt đầu cối thì lợn còn khoảng được 10 ngày nữa là đẻ thì vâng. Sẽ di chuyển lợn lên đây. Đây là vườn mô hình của gia đình thì vừa mới làm cho nên chưa có lợn đây. Vâng. Đây là hai chuồng vừa là tương lai của chị và năm chuồng đẻ, nhưng mà hiện tại bây giờ thì chị mới anh mới làm được. Đây toàn bộ là do anh làm hết nên là anh làm nhiều nên là cũng hạn chế. Đây là hai chuồng anh nhỉ. Đây tức là khi chuồng hoàn chỉnh như thế này thì những cái con lợn nái bắt đầu chuẩn bị. Đấy, con lợn nái đến ngày đẻ một hai ngày nữa là đẻ sẽ chuyển lên đây. Chuyển lên đây. Đấy. Thì để đây là chị cũng đi học hỏi một số trang trại ở dưới kia đấy. Vâng, thì đây là cái lồng này là để cho con mẹ, để tránh con mẹ nó đẻ con. Vâng. Đây. Cái trường hợp như mọi năm chị nuôi là thả lên chuồng không thì đứa nào cũng bị đẻ chết con. Vâng. Nên là bây giờ thì công nghiệp hóa lên một tí thì đây là nuôi dạng nuôi lợn an toàn sinh học đấy. Vâng. Nói tóm lại là như thế. Thế cái này, cái mái là mình thiết kế thấp này có phải là để sử dụng vào đảm bảo mùa hè thì đấy, mát mùa đông thì ấm không chị? Ở trong này mình nó cũng không nóng mấy. Vâng, vâng. Nên là chị mới làm cho nó thấp một tí, còn nếu như nóng như ở nơi khác thì thế này thì là nó lại nóng quá. Vâng, vâng. Nhưng trong mình thì gọi là bình thường thôi. Đây, rất là đấy, tiện lợi. Đây, cái này em mình mở khóa, chưa mở khóa này đây, mở khóa này đây. Đấy, đấy, đầu tư. Đầu tư rất là kỹ công này, bà con có thể xem và quan sát những cái này có thể làm. Cái này là một cái là tiện ích rất là lớn khi mình trong chăn nuôi, làm bỏ được rất nhiều khâu, tức là làm thủ công chẳng hạn, có thể mình đổ cám vào đây thì nó mất thời gian rửa, nhưng mà như thế này có thể mình bỏ lại thế này, mình cho nước vào đây, mình rửa cái máng này chẳng hạn cho sạch sẽ, mình khử đóng lại thế này rất là an toàn hơn vệ sinh, mà kể cả trong người chăm sóc lợn rất nhàn, rất là sạch sẽ, và khu vực chăn nuôi sạch sẽ và thoáng mát như thế này thì đảm bảo vệ sinh rồi. Kính thưa bà con, kính thưa các anh các chị, thì sau một thời gian thì chị Cúc đã tâm sự và đưa chúng tôi đi xem cái khu vực nhà anh chị nuôi lợn nái. Thì tới đây thì dự kiến là tháng 11 thì anh chị sẽ bắt đầu có những lứa lợn con để xuất ra thị trường, cũng như là cung cấp cho những bà con lân cận ở đây có nhu cầu mà chăn nuôi những cái giống lợn siêu nạc như vậy. Thì theo tôi nghĩ là những cái mô hình như vậy thì cũng rất là phấn khởi cho địa phương, cũng như là một số hộ gia đình ở khu vực lân cận đây. Thì hiện tại ví dụ như giống lợn con chẳng hạn thì vẫn phải ra ngoài thành phố hoặc những nơi khác người ta có chăn nuôi lợn nái thì mới lấy được giống về nuôi, thì qua quá trình mà đi vận chuyển xa về cũng rất là vất vả. Mà đã vất vả rồi thì thậm chí là những giống lợn này và những cái con lợn con ấy vận chuyển xa về không đảm bảo sức khỏe, và có thậm chí nó cũng đã vướng mắc bệnh
mình không biết, về khi về mình không kịp thời thì về đến nhà thì bà con chăn nuôi thì không bận rộn nhiều việc thì cũng không để ý kịp thời, thì có thể là dẫn đến chết hoặc là nó còi cọc nó không lớn nhanh. Thì qua đây thì những cái mô hình như vậy tại địa phương thì chúng tôi cũng rất là vui mừng và khuyến khích gia đình anh chị để tiếp tục phát triển hơn nữa và có thể mở rộng được mô hình để được bà con trong xã cũng như là khu vực lân cận các xã ở gần khu vực anh chị đây là cũng được lấy được tiếp cận những cái nguồn giống lợn tốt khỏe mạnh và đảm bảo không bị bệnh tật các thứ, thì có thể là đây là nguồn cung cấp giống tin cậy. Ôi giời, đây bây giờ anh chị sẽ xem bà chú tắm cho lợn rất là hiện đại. Cái này nước mình là phải bơm cái này không phải gì? Tất cả trên dưới hết. Bởi vì mình chăn nuôi tập trung như thế thì mình làm một cái nguồn nước riêng. Nhà cô thiếu hả? Vâng. Dùng nguồn nước riêng. Mãi nhiều dùng thoải mái không nhé. Thế ngoài nuôi lợn thì chị có nuôi gì nhiều không chị? Gà nuôi ngan một tí. Một tí. Đây, kéo vậy chị ạ. Vâng. Đây, khu vực vườn cạn của nhà chị thì trước khi vào thì phải thay đổi giày dép và trước khi vào cổng thì khử khuẩn này, đảm bảo an toàn không bị lây nhiễm mầm bệnh các thứ. Khu vực chăn nuôi chuồng trại của gia đình thì ngoài từ con lợn thì anh chị còn nuôi thêm ngan ngỗng và gà, giống gà địa phương. Mô hình vườn ao chuồng của nhà anh chị vườn ao chuồng đấy, ao đấy, em mở cửa lên ra ao đấy. Dạ vâng. Đấy, đây ngay đây là còn là ao nuôi cá. Cái này mình đang thả cá gì đấy chị Cúc? Nhiều loại cá lắm, cá rô, cá chấm, cá chép. Cái này sâu không chị? Sâu đến cổ chị. Sâu đấy. Ôi cái này sâu thì nhanh lớn nhỉ chị nhỉ? Cũng bình thường thôi, cũng thường thường cũng mắc mắn. Vâng. Nhưng mà chị không ấy, chị còn cho ăn. Cái này gia đình nhà anh chị thì vừa nuôi lợn này, nuôi ngan, nuôi vịt này. Cái này kể cả không mình nuôi thương phẩm nhưng cũng là cái nguồn cải thiện lớn cho gia đình đúng không chị? Đúng rồi. Cái ao này quá tuyệt vời. Nguồn cung cấp như thế là cá cũng nhanh mà toàn nuôi cá sạch thôi. Từ thực phẩm của gia đình này là từ toàn nguồn thực phẩm sạch, từ gia đình mình tự chăn nuôi được này, không phải mua bán gì. Không phải mua một cái gì. Để kính thưa bà con là có thể là những các anh các chị nào, bà con nào mà hiện tại là cũng đang có định hướng mà muốn chăn nuôi và theo cái mô hình VAC, ví dụ như chăn nuôi lợn thịt, cũng có thể là các anh chị mà nếu mà mình thấy phù hợp thì mình có thể nuôi lợn nái. Thì các anh chị mà ở xã nào mà gần mà có thể đi lại tham quan được thì có thể vào liên hệ nhà anh chị Cúc Hòa tại bản Tân Lập, xã Siêng Phìn, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Hẹn bà con là cuối tháng cứ đợi. Chị ơi, hôm nay đại diện kênh thì em đến thăm gia đình anh chị thì em không có gì, có chút quà nhỏ để chúc gia đình anh chị. Cảm ơn nhé. Rồi, chăm nuôi ngày càng được nhiều và phát triển cho chị nhé. Thay mặt gia đình là cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn anh Hiệp. Kính thưa quý vị và các bạn, kính thưa bà con,
kênh của chúng tôi thì vừa được phát triển và cũng bắt đầu đang trong giai đoạn hoàn thiện kênh, cũng như quá trình quay thì có những cái góc quay nó cũng chưa được đẹp lắm, mà cũng như lời thoại nó cũng chưa được như ý. Thì qua thông qua những cái video này thì tôi cũng mong muốn tất cả quý vị cũng như quý bà con thì xin chân thành nói những lời tận đáy lòng mình, là mong muốn tất cả các chị thì có những cái gì mà nó cũng chưa được như ý thì tôi cũng mong muốn được các anh các chị đóng góp và comment dưới cho chúng tôi để chúng tôi biết và hoàn thiện kênh ngày càng được tốt hơn và phát triển hơn. Thì qua đây mong các anh các chị thấy video của chúng tôi hay và có ý nghĩa thì tôi xin quý vị anh chị một like và một share và một đăng ký ạ.